Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,45%, hiện tại vượt ngỡ 1900 đô la Mỹ trên một ao và cụ thể đã đang giao dịch quanh mức 1905 đô la Mỹ trên ao. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1892,21 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1909,56 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm nhẹ giao dịch quanh mức 102,205 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 18.800 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3,439% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 78,620 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh, vượt lên ngưỡng 1.900 đô la Mỹ trên một ao khi mà báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ cho tháng 12 rất mong đợi, với mức tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp so với dự báo. Các con số nội bộ khác trong báo cáo CPI cũng phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Báo cáo này hơi rơi vào phe bầu câu chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ vì cho thấy lạm phát của nước Mỹ đã lên đến đỉnh điểm, đó là tin tốt cho quốc gia này, đồng thời cho thấy nhu cầu về kim loại quý có thể tăng vào năm 2023. Các thị trường bên ngoài quan trọng ngày hôm nay chứng kiến chỉ số đồng đô la Mỹ giảm mạnh. Giá dầu thô nhích tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục đi xuống, hiện tại đang đứng quanh mức 3,439% trên một năm. Các thành viên ban lãnh đạo của Fed đã cho biết rằng, mặc dù chỉ số giá tiêu dùng đang đi đúng hướng, sau họ vẫn ủng hộ quan điểm đưa chỉ số này trở lại mức 2%, do đó mà lãi suất đang chậm lại nhưng sẽ kéo dài và có khả năng sẽ cao hơn. Theo chủ tịch chi nhánh Fed tại Philadelphia, bà Trích Hacker và chủ tịch chi nhánh Fed tại Louis Zembulat, nhận thấy lãi suất sẽ hạ cánh ở mức 5% để kiềm chế lạm phát, vốn đã đạt đỉnh 9,1% trong tháng 6 năm 2022. Các nhà đầu tư đang đặt cược có 90% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên phạm vi 4,50% cho đến 4,75% tại cuộc họp của Fed sắp tới. Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,8% lên 23,85 đô la Mỹ trên một ao, giá bạch kim tăng 0,4% lên 1075,25 đô la Mỹ trên ao, còn giá paradium tăng 0,4% lên 1780,46 đô la Mỹ trên ao. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm chiều tối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhất bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng tiếp tục được điều chỉnh tăng. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 66,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,32 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 300.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,30 triệu đồng trên lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận thì phiên này cũng tăng mạnh, hiện tại đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,20 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 300.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá nhẫn tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại đang được mua vào mức 53,75 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 54,75 triệu đồng trên lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết từ ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 650 nghìn, bán ra 6 triệu 730 nghìn, tăng 300 nghìn đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 30 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Trên lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800 nghìn đồng trên một lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 650 nghìn, bán ra 6 triệu 732 nghìn, tăng 30 000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Pin di Hồ Chí Minh và pin di Hà Nội mua vào 6 triệu 630 nghìn, bán ra 6 triệu 720 000 tăng 30 000 ở chiều mua vào và chiều bán. Đô Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 630 nghìn, bán ra 6 triệu 710 nghìn, tăng 10 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra. Đô Hà Nội mua vào 6 triệu 615 nghìn, bán ra 6 triệu 710 nghìn, tăng 5 nghìn ở chiều mua, tăng 20 000 ở chiều bán. Phú Quý SGC mua vào 6 triệu 635 nghìn, bán ra 6 triệu 720 nghìn, tăng 20 000 ở chiều mua vào, tăng 25 nghìn ở chiều bán ra. Bảo tín Minh Châu mua vào 6.630.000, bán ra 6.718.000, tăng 16.000 ở chiều mua vào, tăng 23.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.710.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng ACB mua vào 6.650.000, bán ra 6.720.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6 triệu 630.000, bán ra 6 triệu 730.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng T-Bank mua vào 6 triệu 615.000, bán ra 6 triệu 710.000, tăng 5.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Ngân hàng Việt Tiên Banh mua vào 6 triệu 650 000 bán ra 6 triệu 732 000 tăng 30 000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác, hiện tại cũng được điều chỉnh tăng mạnh 300 000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 30 000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Trình lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800 000 cho đến 820 000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6 triệu 650 000 bán ra 6 triệu 732 000

STC Bình Phước mua vào 6 triệu 648.000, bán ra 6 triệu 732.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6 triệu 650.000, bán ra 6 triệu 730.000. STC Long Xuyên mua vào 6 triệu 652.000, bán ra 6 triệu 735.000. STC Bạc Liêu mua vào 6 triệu 650.000, bán ra 6 triệu 732.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6 triệu 648.000, bán ra 6 triệu 732.000 cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hiện tại tiếp tục được điều chỉnh tăng trong khoảng từ 83 đến 200.000 đồng trên một lượng hay là tăng trong khoảng 8.300 đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và hiện tại đang được niêm ít như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.375.000, bán ra 5.475.000. Nhân bộ số 9 loại nở chỉ mua vào 5 triệu 375 000 bán ra 5 triệu 485 000 tăng 20 000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với hai loại vàng này. Vàng 4 số 9 mua vào 5 triệu 355 000 bán ra 5 triệu 435 000 tăng 10 000 ở chiều mua, tăng 20 000 ở chiều bán. Vàng 24K mua vào 5 triệu 251 về 2 bán ra 5 triệu 381 về 2 tăng 19 800 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 3 triệu 891 700 7 bán ra 4 triệu 091 về 7 tăng 15 000 ở chiều mua vào và chiều bán vàng 14k và 2 triệu 983,9 nghìn bán ra 3 triệu 183,9 nghìn tăng 11.600 ở chiều mua vào và chiều bán ra vàng 10k vào 2 triệu 081,6 nghìn bán ra 2 triệu 281,6 nghìn tăng 8.300 ở chiều mua vào và chiều bán ra Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.